Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại lên một cái tủ mà 60A này. Nó có 18 con ATF đi nhánh nha và một cái đế để chờ một cái AD hoặc cái CB nào đấy. CB với AD thì nó là một. Cái hàng này nó là hàng sản xuất tại Thái Lan nhé. Nó về Nhật nhưng mà không biết do thanh lý hay như nào mà nó lại về được Việt Nam mình ạ. Em mua được cái giá nó rẻ nên là hôm nay em sẽ chia sẻ. Tháo cái này ra thì nó hơi khó nha. Đầu cái CB này ấy, nó là CB chống giật rồi nha. Nó chống chập thì nó sẽ không chống được ấy đâu, chống chập thì riêng đấy. Đó. Con CB này là con CB mà nó là 3 pha của Nhật nhưng mà mình lắp được một pha của Việt Nam thôi, bởi vì ba điện của Nhật nó là bằng một nửa điện của mình. Tức là điện của mình 380 thì 3 pha của Nhật thì nó chỉ có 200 V thôi. Còn điện 200 V của mình thì nó bên Nhật thì họ chỉ có 110 V thôi. Đấy. Thì mọi người đấu là hai cực này đấu chung này. Có là lối hai cực này vào nhau này. Tháo một cực ở giữa này ra nha. Tháo một cực ở giữa này ra. Đó. Mọi người về thợ điện người ta sẽ đấu được đấy ạ, rất đơn giản thôi. Những con này là những con ATF đấy ạ. Đây ạ. Cóc nó là cóc ngậm hết nhá, nó không có lối dây nườm dườm nhá. Có dây ở đây nhá. Tại sao nó làm cái hộp nó rộng như này nhá mà nó có ít tép như này mà nó rộng như này nhá. Là cái đường dây ấy, thì mình chia ở trong này này thì nó gọn trong này. Đấy. Cái này âm tường nó chỉ âm tường độ khoảng 4 đến 5 phân thôi nhá. Đấy, mọi người để ý 3 phân cũng được đấy ạ. 3 hoặc 4 phân cũng được. Cóc này cóc ngậm nhé. Cóc này cóc ngậm 2 giây thôi nhé. 2 giây thôi. Chứ không phải là cóc ngậm 3 pha đâu ạ. 2 giây tức là một pha nóng một pha lạnh đấy ạ. Thì gọi là một pha. Hất cái này lên thì sẽ rút được ra nhé. Đó. Ấn cái này vào ạ. Đấy. Thế là nó không phải ấy gì ạ. Khi mọi người đấu cái này á của nó này phải bóp cốt hết nhá, phải bấm cốt hết nhá. Thì trong này nó là ba cái thanh mà thanh ba cái thanh cực này thì nó là thanh tiếp xúc điện rất chi là cao, cao ngang hoặc là còn hơn cả đồng đấy ạ. Những cái thanh này nó màu vàng nhưng mà chưa chắc màu vàng nó chưa chắc nó bằng đồng nhưng mà nó còn chất lượng của nó bằng ngang hoặc là hơn đồng nhá. Dẫn điện nó còn ngang hoặc hơn đồng đấy ạ. À, thương hiệu của nó là Toshiba nhá. Toshiba nhá, chống giật rồi nhá. Đó. Bên này có thể lắp chờ được cái gì nhá. À, những cái thanh cực này thì nó tất cả bằng thanh nó là tương đương với đồng hoặc là ngang đồng nhá hoặc hơn đồng nhá chứ nó không kém đồng một tí nào đấy ạ. Những cái thanh cực này thì nó bằng đồng, còn những cái thanh trong này thì nó không phải bằng đồng nhưng mà nó là thanh tiếp xúc điện rất cao đấy ạ. Không sợ mua ve nhé, hàng Nhật họ làm rất chi tiết rất chuẩn nhé. Đây ạ. Hộp của nó có như nào thì em để vào như thế nhá, chứ em không có lấy ra cho tra vào thêm bất kỳ một cái sản phẩm thêm bất kỳ một cái gì đâu ạ. Đấy. Giá của em là giá là từ 800 cho đến 1,7 triệu nhá. Ví dụ cái 60A này thì em bán là 1,2 triệu đấy ạ. Vâng. Rồi. Em còn rất nhiều ạ. Đây. Bên em thì còn rất nhiều đấy nhá. Tủ điện bên em thì còn rất nhiều, từ 40A đến 100A nhá. Đấy. Luôn luôn đủ mặt hàng cung cấp cho các anh chị nhá.
Ổ cắm này của em còn rất nhiều nha. Ổ cắm này, phích cắm này. Đó. Phích cắm này của Trung Quốc nhé, sản xuất tại Trung Quốc nhé. Cái này made in China nhé, nhưng mà điện của nó là 125V nhé. Giờ xuống đấy ạ, cắm 220 là lỗ đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ.